chiếu thu điếu Nguyễn Khuyến ao thu lạnh lẽo nước trong veo một chiếc thuyền câu bé tẻo teo sóng biếc theo làn hơi gợn tí gợn tí lá vàng trước gió sẽ đưa vào a thô lạnh lẽo nước trong veo một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Richard, thuyền câu là gì? Thuyền câu. What is thuyền câu? Thuyền câu is fishing boat. A fishing boat. Bé tẻo teo là sao? It's tiny. It's tiny. Một chiếc. That tiny is the go to the tiny. Go to the tiny boat? Yeah. You don't want to go on a tiny boat. You want to go on a huge boat. No, go to small boat. Okay.